Xin chào tất cả các bạn. Thì mình xem qua một số cái việc cần làm của buổi tối. Thì lát nữa thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Ok. Right. Let's go. Mình vừa ăn tối xong. Hơi no một chút thì mình sẽ nghỉ một chút.
Yeah.